Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin. Làm việc với các bộ ngành địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần quyết liệt thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Các nhà khoa học cảnh báo 2019 có thể là năm nóng nhất trên toàn cầu. Tại Việt Nam trong tháng 4 tới, có nơi nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C. Ghép tạng một lĩnh vực còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Việt Nam cũng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Thưa quý vị, các bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trong cả nước phải thấy rõ được sự trì trệ hiện nay của bộ ngành và địa phương mình để quyết liệt chỉ đạo thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ, hiệp hội doanh nghiệp và địa phương vào sáng ngày 18 tháng 3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tình hình kinh tế của đất nước về cơ bản là vẫn tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, một số ngành và lĩnh vực trọng điểm có dấu hiệu trì trệ. Vì thế, lường trước được các thách thức đối với nền kinh tế nên Thủ tướng phải cảnh báo các thành viên chính phủ và lãnh đạo các địa phương không được chủ quan mà phải có ý chí mãnh liệt hơn, hành động hiệu quả hơn. Tinh thần là phải phối hợp, đoàn kết sốc tới nhằm đạt mục tiêu đã đề ra của năm nay, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Nhất là trong bối cảnh các dự báo gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu có thể chậm lại. Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại quan điểm, chính phủ cũng như chính quyền các địa phương phải kiên định, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của năm nay, trong đó có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước từ 6,6 đến 6,8%. Thủ tướng chỉ rõ sự trì trệ của một số sở, ban, ngành của một số địa phương, cũng như một số cục vụ ở một số bộ đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển. Tinh thần trách nhiệm của từng bộ, từng cơ quan vẫn là vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra đối với tất cả các đồng chí có liên quan. Mà hôm nay tôi mời công chí có liên quan này. Công chí có thấy nóng ruột không? Công chí xông pha như là một số bộ trưởng không? Hay chúng ta vẫn cứ bình bình như vậy? Cứ nói việc này sau việc khác, cứ chậm trễ như vậy, làm sao có thể làm được không? Chúng ta không chủ động từ đầu tháng 3 này thì nước đến chân mới nhảy không kịp đâu. Mà quý 1 cũng tạo niềm tin rất kỳ gớm. Tháo gỡ chỗ nào các ông chí suy nghĩ ra, tập trung cái gì các ông chí phải đưa ra, cái gì là thủ tướng, cái gì là bộ trưởng, cái gì là chủ tịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và có các giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là tốc độ tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm đang có dấu hiệu chững lại. Nhấn mạnh thể chế là số 1, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng không được để chậm trễ, không được để tình trạng ngâm lâu hay giữ một số quy định gây ách tắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh, mà các bộ phải loại bỏ ngay các rào cản gây khó dễ, chậm trễ, vô trách nhiệm hay sợ trách nhiệm để huy động mọi nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. Trong đó phải hoàn thành ngay dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện luật quy hoạch và về đầu tư xây dựng. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương trực tiếp chỉ đạo từng dự án giải ngân chậm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau cuộc làm việc này, Thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Vì theo tính toán, nếu các giải pháp này được triển khai hiệu quả, đồng bộ, kịp thời để thúc đẩy cả cầu và cung, thì nền kinh tế hoàn toàn có thể đạt được mức tăng trưởng trên 7% trong năm nay. Cũng trong ngày 18 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc tại tỉnh Kon Tum. Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến đi thực tế tìm hiểu đời sống của bà con đồng bào các dân tộc tại làng Kon Pring, hiện Kon Plong. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Kon Tum, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Kon Tum cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Cũng trong chuyến công tác, vào chiều ngày 17 tháng 3, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại thành phố Kon Tum, thăm gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Y-1. Quý vị, biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng thời tiết cực đoan dữ dội hơn, kéo dài và thường xuyên hơn. Trong đó có các kỷ lục về nhiệt độ. Các nhà khoa học cảnh báo 2019 có thể trở thành năm nóng nhất trên toàn cầu. Những cảnh báo này hoàn toàn có cơ sở khi ngay từ đầu năm nhiều khu vực đã trải qua nắng nóng kỷ lục như Nam Mỹ hay là châu Úc. Đặc biệt tại Australia trong tháng 1 vừa qua, châu lục này đã trải qua một đợt nắng nóng kéo dài bất thường với nhiệt độ cao chưa từng thấy, lên tới gần 50 độ. Còn tại Việt Nam, dự báo trong 5 tháng tới, nhiệt độ cả nước sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, từ nay đến tháng 4, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao từ 35 đến 37, có nơi 38 độ. Còn miền Bắc và miền Trung, từ tháng 4 cũng sẽ vào mùa nắng nóng gay gắt. Các đợt nắng nóng này sẽ tập trung trong tháng 4 và tháng 5 ở Tây Nam Bộ. Đông Bắc Bộ là từ tháng 5 đến tháng 6. Riêng Trung Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện nhiều từ tháng 5 và kéo dài đến tận tháng 8. Sự thay đổi đột ngột và khắc nghiệt của thời tiết đã khiến hoạt động sản xuất của bà con nông dân ở nhiều nơi gặp khó khăn. Ví dụ như tại đồng bằng sông Cửu Long, hiện hàng ngàn hecta diện tích tôm nuôi của bà con nơi đây đang bị đe dọa do ảnh hưởng của nắng nóng. Đến các vùng chuyên sản xuất tôm như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau vào thời điểm này, không quá khó bắt gặp những ao tôm trơ đáy và khô cạn. Nếu như cùng thời điểm này năm ngoái, ao tôm tại đây đã được bà con thả nuôi, nhưng hiện tại do tác động của thời tiết, bà con phải để chờ như thế này. Đáng lý thả nuôi toàn bộ 8 ao tôm, nhưng do thời tiết bất lợi, hiện ông Chu chỉ sản xuất được 25% diện tích. Theo ông Chu, với nhiệt độ ban ngày lên tới 36-37 độ, đêm giảm xuống còn 18-19 độ như hiện nay, thả nuôi rất rủi ro. Nó bị biến động môi trường nên là con tôm nó phát triển rất là chậm. Chậm lớn nhất, cái thứ hai nữa là cái dịch bệnh nó kéo theo. Khi mà nắng nóng càng nhiều thì cái môi trường nó có diễn biến hơi xấu hơn. Do tảo phát triển quá mức tảo tàn thì cũng kéo theo bệnh đường ruột. Tại đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu năm đến nay, diện tích tôm bị thiệt hại đã lên đến hơn 1.000 hecta. Để hạn chế rủi ro, ngoài việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, bà con cần áp dụng các quy trình như nuôi trong nhà màng, nuôi nhiều giai đoạn để tránh sốc nhiệt và bảo vệ tôm nuôi an toàn hơn. Deloitte, mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia, vừa công bố kết quả khảo sát 1.200 công ty lớn có doanh thu trên 250 triệu đô la Mỹ, cho thấy số công ty đầu tư mạnh vào Digital Transformation, tạm dịch là chuyển đổi số, đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chuyển đổi số hiểu nôm na là sự tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp. Về cơ bản, sẽ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành. Các doanh nghiệp đã hiểu rõ vai trò sống còn của chuyển đổi số, nhưng thực hiện chuyển đổi số như thế nào lại không hề đơn giản. Mất hơn 2 năm và số tiền khoảng hơn 4 triệu đô la Mỹ, tập đoàn Hoa Sen mới có thể thành công bước đầu trong việc công bố triển khai ERP, một hệ thống quản trị doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, với hệ thống này, 11 nhà máy và 550 chi nhánh của tập đoàn được kết nối với nhau từ việc quản lý bán hàng, báo cáo tài chính và cả việc bán lẻ của các đại lý. Số liệu minh bạch cũng tạo điều kiện cho việc đưa ra các chiến lược phát triển chính xác hơn. Theo tính toán của chuyên gia, với giải pháp chuyển đổi số sẽ giúp tập đoàn này phát triển kinh doanh trong vòng 5 năm tới và đảm bảo tăng trưởng doanh thu. Cái đơn vị xây dựng cái hệ thống họ phải hiểu được cái quản trị nội bộ của chúng tôi, về văn hóa của chúng tôi. Khó khăn thứ hai là vì ERP nó cần một cái thời gian đầu tư rất là lâu dài và nguồn lực con người nó cũng rất là lớn. Tuy nhiên, ERP mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam thường thì áp dụng rất là rời rạc các phần mềm. Rất ít cái doanh nghiệp để mà có thể ứng dụng các hệ thống ERP trong quản trị toàn bộ doanh nghiệp. Cũng theo chuyên gia, thực tế tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ thành công khi chuyển đổi số là 50-50, nghĩa là cứ 2 doanh nghiệp thì sẽ có một doanh nghiệp không thể đến được đích. Đấy là một bài toán khó. Cũng có nhiều doanh nghiệp muốn làm nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, bởi vì một quá trình lịch sử từ trước đến nay đã có một cái cách làm việc cũ, những con người cũ và những cái quy trình làm việc cũ rồi. Và bây giờ dám thay đổi, dám chấp nhận nó và cái khả năng đầu tư nó cũng là rất là quan trọng. Cũng theo báo cáo của Deloitte, 19% công ty được khảo sát sẽ đầu tư tối thiểu là 20 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 8% doanh thu trong năm 2019. Thế nhưng, số tiền đầu tư chỉ là điều kiện cần.
Thách thức lớn nhất trong chuyển đổi số là chất lượng nguồn nhân lực, bởi khi nhân lực thiếu hụt các kỹ năng mới, mô hình chuyển đổi số sẽ thất bại vì không có nhân lực thực thi. Trong phần tiếp theo của chương trình, tính đến nay đã có hơn 20.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời, một sự thay đổi đáng kể nếu so sánh với hơn 200 người đăng ký vào năm 2014. Để kích cầu tiêu dùng, đặc biệt thu hút du khách lưu trú qua đêm, Đà Nẵng đã triển khai thêm nhiều sản phẩm du lịch về đêm. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét chỗ ở với 5 bị can ở thành phố Đà Nẵng do liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Đây là động thái nằm trong giai đoạn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, các ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1958, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Ông Phan Xuân Ít, sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Anh Tuấn, sinh năm 1959, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng. Và ông Nguyễn Đình Thống, sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, đã bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở về các hành vi như vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Riêng ông Phan Minh Cương, sinh năm 1971, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn IVC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc do hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Các quy định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục với một thông tin đáng chú ý không kém, đó là Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết đang tiến hành điều tra toàn diện hoạt động của Trường Đại học Phúc Lợi Tokyo sau khi phát hiện thấy chỉ riêng trong năm học 2018 đã có 700 sinh viên nước ngoài bỏ học hoặc không rõ tung tích. Đây cũng là ngôi trường có nhiều du học sinh Việt Nam đang theo học. Tin của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Với hơn 5.000 sinh viên nước ngoài đang theo học, Trường Đại học Phúc Lợi Tokyo hiện đứng thứ hai về tiếp nhận du học sinh tại Nhật Bản. Tuy nhiên, việc tiếp nhận quá nhiều du học sinh trong khi không quản lý nổi đang trở thành vấn đề nghiêm trọng của ngôi trường này. Trường Đại học Phúc Lợi Tokyo cho biết kể từ năm 2015 đã có 500 sinh viên nước ngoài làm thủ tục bỏ học, cùng với đó là 1.400 du học sinh không rõ tung tích. Trong đó, riêng năm 2018 đã là 700 người. Một trong những lý do được dùng để giải thích cho sự biến mất đồng loạt của hàng nghìn du học sinh là những người này làm thêm quá giờ so với quy định, dẫn đến không được gia hạn visa. Rất nhiều người không được gia hạn visa đã trốn ở lại tiếp tục làm việc kiếm tiền. Đây là hành động vi phạm pháp luật Nhật Bản. Theo thông báo của Trường Đại học Phúc Lợi Tokyo, trường có 1.759 sinh viên Việt Nam đang theo học. Tuy nhiên, hiện chưa có con số chính xác về số du học sinh Việt Nam bỏ học hoặc không rõ tung tích. Liên quan đến vụ việc này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã kết nối với Đại sứ quán hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tình hình sơ bộ cho thấy số học sinh bỏ học hoặc không rõ tung tích chủ yếu đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nepal và một số nước khác. Trường này thì có chừng khoảng 1.800 lưu học sinh Việt Nam đang học tập. Và trong đó thì khoảng 1.001 là thuộc diện dự bị. Và cái số lượng mà theo báo chí nói thì chủ yếu là rơi vào diện các em đang học dự bị. Nhưng mà chúng tôi phải đính chính rằng là ở đây không phải là mất tích, mà thực tế là các em lưu học sinh này trong quá trình học tập tại Nhật Bản thì cũng có cái sự liên hệ với cả trường, nó không được gắn kết. Và nhiều thông tin thì là nhiều khi là trường tìm hiểu và trường liên hệ nhưng mà không liên hệ được với các em. Chúng tôi nhận định rằng là trong số 700 em này mà ta nói đây là cả sinh viên của tất cả nhiều nước đấy, thì có thể các em sẽ đi theo một xu hướng sau. Thứ nhất là các em có thể là học chuyển đến học tập tại một số trường khác, chủ động học trường khác, học trình độ cao hơn, có thể vào đại học, và có thể là cũng có thể có một số em là chuyển sang cái hướng là có thể là đi lao động. Và hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với cả phía Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng như Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
và cũng đề nghị các đơn vị là trao đổi với Nhật Bản, tìm hiểu rõ hơn và trên cơ sở đấy chúng ta cùng có cái giải pháp xử lý phù hợp. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mới đây cũng đã thông báo những biện pháp siết chặt hồ sơ du học sang các trường tiếng Nhật. Theo đó, từ ngày 1 tháng 3 năm nay, tất cả những người xin cấp visa du học sang Nhật sẽ phải nộp giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, chứ không phải là bản photocopy công chứng. Đồng thời, Nhật Bản cũng sẽ siết chặt việc xét duyệt visa tị nạn và sẽ trục xuất các du học sinh lao động bất hợp pháp. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 3, tại Hội thảo quốc tế về tổ chức điều phối ghép tạng diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia đến từ mạng lưới chia sẻ tạng Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hoạt động đặc biệt này. Đây là cơ hội hiếm có để các nhà khoa học quản lý trong nước trao đổi học tập mô hình tổ chức điều phối lấy ghép tạng từ nền y học phát triển hàng đầu thế giới. Nhất là khi thành tựu ghép tạng của Việt Nam có tiến bộ vượt bậc nhưng còn nhiều khó khăn trong hoạt động. Trở ngại lớn nhất đối với ngành ghép tạng của Việt Nam chính là thiếu nguồn mô tạng, trong khi có hàng nghìn bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Vì vậy, việc vận động cũng như tổ chức điều phối ghép tạng rất quan trọng. Tại hội thảo, một nội dung được chú ý là hiện tại Mỹ có 58 tổ chức độc lập thực hiện lấy tạng từ người cho chết não. Mỗi tổ chức phải theo nhiều quy định chặt chẽ như chứng minh tính chất phi lợi nhuận, được chứng nhận và giám sát bởi Trung tâm Dịch vụ Sức khỏe Y tế. Mối quan hệ giữa các trung tâm ghép với cả các tổ chức độc lập này thì là hết sức quan trọng, cần có rất nhiều văn bản pháp luật cũng như cái quy định để ràng buộc giữa hai bên. Điều này là một cái thử thách rất lớn mà chúng tôi đã gặp phải, và tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ gặp phải. Nhưng mà để hoạt động điều phối có thể trôi chảy được thì cái mối liên hệ giữa các cái tổ chức độc lập này và các cái bệnh viện, tức là nơi các trung tâm ghép, thì phải hết sức là chặt chẽ. Việt Nam vẫn trong nhóm các quốc gia có chỉ số ca ghép tặng từ người cho chết não thấp nhất thế giới. Cùng với việc thiếu hệ thống xác định chết não, thì bộ phận tư vấn hiến tạng tại các cơ sở y tế cũng thiếu. Nhiều trường hợp chết não không được gia đình đồng ý hiến tặng. Kể từ ca ghép đầu tiên cách đây 27 năm, đến nay mới có gần 230 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não. Muốn làm được tốt thì đầu tiên phải xây dựng cái danh sách chờ ghép quốc gia. Có nghĩa là một quốc gia như Việt Nam mình, hơn 90 triệu dân, thì phải trả lời được câu hỏi là hiện tại có bao nhiêu người đang cần ghép gan, bao nhiêu người đang cần ghép tim, bao nhiêu người đang cần ghép thận. Thì đấy, chúng tôi chỉ mới làm được từng vùng thôi. Thế làm sao cái mô hình này để nhân rộng lên trong toàn quốc? Tuy còn khó khăn về nguồn hiến tạng, nhưng ngành ghép tạng của Việt Nam đã phát triển với trình độ không hề thua kém các nước tiên tiến. Hiện cả nước có 19 cơ sở ghép, thực hiện được gần 3.700 ca ghép. Trong đó ghép thận chiếm đa số với hơn 3.200 ca. Cách đây 15 năm, ca ghép gan đầu tiên của Việt Nam đã được thực hiện tại Học viện Quân y. Thời điểm đó, có 6 cặp được lựa chọn để thực hiện ghép gan. Nhưng cuối cùng, 5 cặp đã bỏ cuộc. Cặp duy nhất tin tưởng các bác sĩ thực hiện ca ghép gan đầu tiên của Việt Nam là bố con của chị Nguyễn Thị Diệp. 15 năm đã trôi qua, cô bé Diệp ngày nào từng phải đứng trước cửa tử, giờ đã có cuộc sống mới. Diệp, 25 tuổi. Ở Học viện Quân y, cô gái thường xuyên được phép ra vào. Dạ, con chào ông ạ. Đó, chào. Cảm ơn. Cô gọi giám đốc học viện là ông, xưng con. Thật là đẹp đấy, ông bày đây. Em gọi giáo sư Đỗ Quyết là ông, là vì với em là ông luôn là người thân trong gia đình. Đây là Diệp 15 năm trước. Một cô bé 10 tuổi bị teo đường mật đang đứng trước cửa tử. Chỉ có một cách duy nhất là ghép gan. Bố em đã hiến một phần lá gan cho con gái mình. Học viện Quân y và ngành y tế đã dốc toàn lực cho ca ghép gan đầu tiên này với rất nhiều thách thức. Chúng ta đều biết rằng nếu ca đầu tiên mà lại không sống, thì không biết là hậu quả nó như sẽ như nào. Nó sẽ nặng nề đối với cái việc tiếp cận ngành ghép nó rất là nhiều. Thì chúng ta đã thành công. Sống được sau ca ghép gan, nhưng sống tiếp sao cho khỏe mạnh lại là thách thức. Cô gái nhỏ phải tuân thủ nghiêm những yêu cầu về vệ sinh, dinh dưỡng và dùng thuốc. Một ngày em uống thuốc 4 lần chống thải ghép ạ. Và mỗi tháng em đi khám một lần theo tái khám của ngày bác sĩ kê ra. Vượt qua một chặng đường 15 năm ra vào bệnh viện thăm khám, vượt qua những ngày dài học tập chăm chỉ, Diệp đã tốt nghiệp được trường cao đẳng dược. Bệnh viện 103, Học viện Quân y
nơi thực hiện ghép gan cho Diệp năm xưa, giờ chính là nơi đón nhận Diệp về công tác. Cái lời mà em giữ bao nhiêu năm nay đó là một lời cảm ơn. Trước tiên là các bác sĩ giáo sư của Bệnh viện 103 của Học viện Quân y, và người nữa đó là người bố tuyệt vời của em đã sinh ra em lần thứ hai. Một cái thành quả của chúng tôi cứ thấy luôn luôn hiện diện ở đây. Nó vừa là cái nhân văn, cũng là cái tâm nguyện của chúng tôi đang theo đuổi một cái nghiệp là làm rất là tốt, mang lại cái hạnh phúc cho mọi người. Đến nay, cả nước đã có gần 21.000 người đăng ký hiến tạng mô tạng sau khi chết và chết não, và đã có gần 3.700 ca ghép tạng được thực hiện thành công. Trong đó có hơn 3.500 ca ghép thận, 150 ca ghép gan và 28 ca ghép tim. Những năm qua, nhờ công tác vận động hiến mô tạng được đẩy mạnh, số người đăng ký hiến ghép tạng đã tăng nhanh. Nếu như năm 2014, cả nước mới chỉ có 265 người tình nguyện đăng ký hiến mô tạng sau khi chết và chết não, thì năm 2015, con số này là 2.000 người. Đến nay đã là gần 21.000 người. Tối ngày 17 tháng 3, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2019 đã chính thức khép lại. Sau gần 2 tuần, lễ hội đã mang đến nhiều hoạt động sôi nổi như cuộc thi duyên dáng áo dài, thiết kế áo dài, các chương trình giao lưu triển lãm. Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, nhà văn hóa thanh niên, nhà văn hóa phụ nữ thành phố. Qua 6 lần tổ chức, lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành thương hiệu, một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thành phố này. Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang đã được tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với chủ đề Hà Giang di sản và hoa. Mục tiêu của hội nghị là giới thiệu quảng bá về mảnh đất và con người Hà Giang đến với người dân thành phố biển Nha Trang. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề giải pháp về tăng cường kết nối du lịch, xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm văn hóa, ẩm thực của Hà Giang đến với các tỉnh phía Nam. Nhiều ý kiến cho rằng Hà Giang là một điểm đến rất hấp dẫn, đặc biệt là những người dân ở miền biển như Nha Trang, vốn chỉ quen với thiên nhiên biển đảo. Hà Giang là vùng đất nổi tiếng với những con đường đèo hùng vĩ, những cánh đồng hoa tam giác mạch ngút ngàn, những ruộng bậc thang cao nhất Việt Nam và công viên địa chất toàn cầu UNESCO, cao nguyên đá Đồng Văn, đặc biệt là lễ hội văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc anh em. Thưa quý vị, Đà Nẵng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng. Tốc độ tăng trưởng du lịch đứng đầu cả nước nhưng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, lượng khách đông nhưng tỷ lệ lưu trú thấp, đặc biệt là hoạt động giải trí du lịch về đêm chưa có nhiều. Chính vì vậy, việc chủ trương đầu tư phát triển du lịch dịch vụ, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch kích cầu tiêu dùng là mục tiêu quan trọng của thành phố Đà Nẵng hiện nay. Phố đêm Thanh Khê Tây là phố đi bộ, chợ đêm thứ hai tại thành phố Đà Nẵng đã đi vào hoạt động mới đây. Đây là mô hình xã hội hóa theo chủ trương phát triển du lịch, dịch vụ ở các quận được công ty cổ phần DHTC Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Với chiều dài 850m, tuyến đường Yên Khê 1 dọc theo bờ kênh Phú Lộc được nối từ biển Nguyễn Tất Thành đến trục đường Lý Thái Tông. Khu vực này rất đông sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học và công nhân, người lao động lưu trú. Cái tuyến Thanh Khê Tây cũng nằm trên cái tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, cũng là những cái tương lai phát triển du lịch của thành phố. Những cái mặt hàng nó cũng sẽ được lựa chọn kỹ hơn cả về chủng loại rồi giá cả để nó phù hợp với cái sức mua, cái nhu cầu của những người công nhân và sinh viên ở đây. Phố đêm du lịch Thanh Khê hoạt động từ 18 đến 23 giờ đêm với khoảng 220 gian hàng được thiết kế đẹp mắt, đồng bộ, kích thước lưu động phù hợp với cảnh quan, tạo không gian thoáng, thoải mái cho du khách tham quan du lịch, mua sắm, giải trí. Ở đây nói chung đầy đủ các mặt hàng, với lại cái khung cảnh nó thoáng mát, với lại nó hợp với lại cái khung cảnh để cho mọi người vừa đi dạo vừa tham gia mua sắm. Nhiều năm qua, sản phẩm du lịch thành phố Đà Nẵng chưa có nhiều mới mẻ, dịch vụ giải trí về đêm nghèo nàn, tỷ lệ lưu trú khá thấp, mặc dù rất đông du khách. Chính vì vậy, chủ trương đầu tư các khu phố đêm như Thanh Khê Tây, Sơn Trà đã phần nào tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch về đêm phục vụ cho các du khách. Chúng tôi muốn tạo một cái điểm đến cho du khách lưu trú, tạm trú ở trên địa bàn của phường,
thì có những cái hoạt động về đêm để tạo nên một cái môi trường văn hóa và cái khu vực là để cho mọi người có thể là trải nghiệm. Ngoài cái một cái điểm đến hấp dẫn cho du khách thì là cũng là thực hiện tốt cái an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các bà con có nhu cầu kinh doanh buôn bán có thêm một cái địa điểm để kinh doanh, từ đó ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách nhiều hơn, thành phố Đà Nẵng cần nỗ lực hơn nữa trong việc đầu tư, phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng, giao thông, tạo thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm, đồng thời kết nối các điểm du lịch miền Trung và quốc tế, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vtv.vn hoặc sử dụng ứng dụng VTV Go, kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.